Thưa quý vị và các bạn, cũng trong ngày 18 tháng 7 năm 2024, Đảng ủy phường cho Phú B tổ chức hội nghị ban chấp hành Đảng bộ phường cho Phú B lần thứ 62 mở rộng, nhiệm kỳ 2020-2025 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Cao Xuân Bá, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Châu Đốc đã đến dự. Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy phường đã lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương năm 2024 và hoàn thành tốt chỉ tiêu đề ra. Quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị được củng cố tăng cường. Trong đó, chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị gắn với chỉ thị số 05 CT trên Tây Đức của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, tăng cường công tác kiểm tra giám sát hoạt động của mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể có nhiều chuyển biến rõ nét nhiều phong trào thiết thực hiệu quả và có sức lan tỏa rộng khắp kinh tế xã hội ổn định và phát triển, hoạt động thương mại dịch vụ sản xuất nông nghiệp, phường phát triển ổn định, thu ngân sách trên địa bàn đạt 44% kế hoạch, công tác an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ kịp thời, công tác giao quân đạt 100% chỉ tiêu, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ổn định. Công tác cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, đã triển khai thực hiện mô hình điểm, chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.